Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thả diều quá trời luôn. Một con diều sáo đây, hai con diều thẫn. Gió yếu quá. Dòng kiều ghê. Quá trời. Quá trời nhiều luôn. Đó. Chùm. Rồi một con phân xuống. Sáo này 4,5 m nha, lên quá cao. Quá trời nhiều. Yếu gió. Quá trời nhiều. Hôm nay thả dữ, hôm nay thứ bảy thả quá chừng. Dân kiều rơi. Gió cũng yếu. Quá trời vắng một nồi luôn. Ghê không?
quá trở dài. Đói gì ghê. Sáu nè, hai con dịu sáu nè. Một con sáu giới, một con sáu đuôi cá nha. Quá đã. Vừa một tình cước cọp lại chung rồi. Sáu là chiều lớn quá. Đó, nó lên đó. Gió rớt. Gió rớt. Ơi. Gió nữa rồi. Con nữa chuẩn bị rồi, hai con nữa.
con diều sáu. Rồi lên. Lên. Rồi. Qua đây luôn. Một cái lên luôn. Rồi đó đây. Qua đây luôn, qua đây luôn, qua đây luôn. Trời rất nhiều chú à. Chào nãy giờ không hả? Rồi, một cái một lên chút xỉ luôn, chiều nhẹ lắm hả? Mới hơn cái tủ à. Mình quay đến đây kết thúc các bạn ơi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nha. Nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nữa nha. Rồi, chào tạm biệt.